Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người công thức làm kem sữa dừa thạch chanh leo. Công thức này mọi người có thể làm để uống hoặc làm để kinh doanh. Đây là loại đồ uống có đầy đủ tiêu chí, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Món này thì cũng khá hot thời gian gần đây. Món kem sữa dừa thạch chanh leo này sẽ có hai lớp, đó là lớp kem sữa dừa rất là béo và lớp thạch chanh leo chua chua ngọt ngọt, thơm giòn. Cách làm cũng không khó, bây giờ mình sẽ thực hiện nhé. Mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu lớp kem sữa dừa trước. Mình cho vào nồi 500ml nước lọc, sau đó cho vào 100g đường. Đun cho nước sôi lên để đường tan ra. Rồi mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống và cho vào 45g bột kem béo bi oăn, vừa đổ vào vừa khuấy đều. Tiếp theo mình sẽ cho vào 250ml sữa tươi. Và 160ml nước cốt dừa. Sau đó mình sẽ cho thêm vào 100ml kem tươi whipping cream. Mình sẽ khuấy đều để hỗn hợp kem sữa dừa không bị cháy nhé. Cuối cùng mình sẽ cho thêm vào 1/2 thìa cà phê muối trắng. Rồi để lửa thật nhỏ, đun cho hỗn hợp này sôi nhẹ lên thì mình sẽ tắt bếp đi nha. Nấu xong hỗn hợp kem sữa dừa thì mình sẽ đổ ra ca, sau đó bỏ vào tủ để làm lạnh hỗn hợp này. Giờ mình sẽ đi nấu phần thạch chanh leo. Mình sử dụng ở đây là 1 cân chanh leo. Chanh này mình sẽ cắt ra, sau đó nạo phần ruột và lọc lấy phần nước cốt của chanh leo. Và mình thu được 130ml nước cốt chanh leo. Giờ mình sẽ cho vào trong nồi 200g đường và một gói bột giao câu 12g. Trộn đều lên. Sau đó mình sẽ cho vào 1,1 lít nước và khuấy đều để cho bột giao câu tan. Khi hỗn hợp bột giao câu đã tan hết thì mình sẽ để ngâm 15 phút cho giao câu nở ra. Sau đó mình bắc nồi rau câu lên bếp để nấu nhé. Để lửa to và nấu cho nồi rau câu sôi đều lên thì mình hạ nhỏ lửa xuống. Sau đó để sôi như thế thêm 3 phút nữa. Rồi mình cho nước cốt của chanh leo vào, khuấy thật đều. Và đun cho nồi rau câu chanh leo này sôi đều lên thì mình sẽ tắt bếp đi. Mình sẽ để cho nước rau câu chanh leo nguội bớt, sau đó thì mình mới đem rót vào trong các cái chai. Giờ thì mình sẽ chờ cho các cái chai rau câu chanh leo này đông lại là được. Khi phần thạch rau câu chanh leo mình rót vào trong các chai nhựa đã đông lại rồi thì bây giờ mình sẽ lấy hỗn hợp kem sữa dừa và rót đầy vào trong các chai này. Khi nào uống thì mình sẽ dùng ống hút, mình chọc cho thạch chanh leo vỡ ra là được. Vậy là mình đã có được một chai sữa dừa thạch chanh leo. Với lớp thạch màu vàng và lớp sữa dừa trắng tinh, nhìn rất là đẹp mắt. Thạch thì thơm vị của chanh leo, có vị ngọt và chua nhẹ. Phần sữa dừa béo, thơm mùi của nước cốt dừa. Món này thì người lớn hay trẻ em cũng đều thích uống, các bạn hãy thử làm nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.